dòng họ ai cũng hỏi là sao chưa thấy có bạn trai, là chưa thấy rục rịch gì hết. Cái mối tình, ví dụ cái mối tình sau cùng này nè, là quen nhau được bao lâu? 4-5 tháng rồi chị. 4-5 tháng à? Dạ. Mối tình giữa bao lâu? Dạ được hơn 1 năm. Mối tình đầu là 3 năm. À, cái 3 năm, năm cái còn nửa năm. Dạ. Xuống vậy đó. Nguyên nhân tại sao cái mối tình cuối đi gần đây nhất nè, lúc đó trưởng thành này nè, là lý do gì mà không đến được, không chia tay mà phải chia tay nhau không? Thì bạn đó là cũng công tác, cũng cùng ngành luôn. Em với bạn đó thì cũng rất là bình thường, cũng vui vẻ. Hình như thời gian của em bị chiếm nhiều hơn để thời gian dành cho bạn đó. À, ban ngày em đi làm là từ 6:30 là phải có mặt rồi. Rồi 5 giờ về đến nhà. Về thì 6 giờ em phải đi học. Rồi học gì nữa? Dạ em học lớp hạng 2, rồi em học, nói chung là em học để nâng cao trình độ kiến thức. Dạ đúng, chính xác. Tới 9 giờ em mới về. Rồi thứ bảy chủ nhật em phải học lớp cán bộ quản lý. Trời đất. Dạ, là coi như là hầu như là thời gian một tuần của em là dành cho công việc và học tập. Em học nhiều như vậy, tham gia nhiều hoạt động thì em cũng có gặp rất là nhiều bạn, rất nhiều hoạt động. Nhưng mà để mà con trai như bạn nói á, là phải cạnh tranh công bằng chứ. Sao mà thấy người ta dạy rồi rút lui được, đúng không? Em là thích đàn ông là phải nghị lực, phải quyết tâm, phải tới cùng, phải có chính kiến chứ, thấy vậy mà ấy là... Đúng không? Bây giờ giới thiệu to rõ về bản thân mình chị Tường nghe coi. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ bên kia, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lâm Thanh Phương, em sinh năm 94, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em đang là kỹ sư xây dựng tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang sống với ai Phương? Dạ em đang sống với gia đình. Gia đình nhà đông anh chị em không? Dạ nhà em 3 người. Sống ở đâu? Dạ sống ở quận Thủ Đức. Em là thứ mấy trong nhà? Dạ em giữa. Giữa, trên dưới có gia đình chưa? Dạ chưa chị. À chưa ai có gia đình hết. Dạ vâng. Mấy trai mấy gái? Dạ nhà em anh hai em là trai, còn em gái nữa. Rồi, mình làm cái công việc này lâu chưa? Lúc trước học gì là làm đó luôn. À hồi xưa học ra là làm luôn tới giờ á. Dạ đúng rồi. Vậy là người cũng khá chung thủy ha. Dạ. Mà hài lòng với công việc mình đang làm không? Là sao, có định phát triển gì thêm trong tương lai nữa không? Cũng có dự định tương lai nhưng mà không tiện nói đây. Ừ. Rồi chị hiểu rồi. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào chương trình và em chào bạn nam. Em là Minh Châu, hiện em là giáo viên mầm non. Em đang công tác tại quận Tân Bình, sinh năm 93, hơn bên kia 1 tuổi. Có vấn đề gì không? Có ngại không? Sợ già thôi. Sợ già thôi không? Chị thấy em rất là trẻ, lý do là da mịn đẹp là nó trẻ. Dạ cảm ơn chị. Quê em ở gốc Bắc, còn em sinh ra và lớn lên ở đây. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cơ? Em rất là vui vẻ, thoải mái, tự tin. Khuyết điểm của em thì có thể là cái gì mà em khó chịu là em tỏ vẻ ra mặt liền và em hay lèm bèm lúc đó. Nhưng mà xong thì thôi. Rồi mỗi lần dạy mấy đứa nhỏ rồi tụi nó rồi mà làm mình bực mình khó chịu thì mình lèm bèm với tụi nó là tụi nó có nghe. Có lúc là mình quạo, mình la luôn á. Nhưng mà mình cảm thấy là mình không kiềm chế được là mình sẽ bỏ đi chỗ khác hoặc là mình giao lại cho cái cô cùng lớp xử lý để mình tránh cái trường hợp xấu nhất xảy ra. Rồi cái giọng khào khào này là do la mấy đứa nhỏ quá hay là do giọng xưa giờ nó vậy? Dạ, là 6 năm nó làm cho cái giọng mình nó khào như vậy. Dạ thật ra là do hôm nay là em cũng không khỏe, với lại nghỉ dịch lâu quá chị vô nên là các con bị mất nền nếp, nên là mình phải rèn lại cho các con. Em hiện tại là em đang dạy độ tuổi 3 tuổi cho nên là các con còn rất là nhỏ. Cái vấn đề mà ở lớp dưới là các con đi vệ sinh là đi bô thôi, nên lớp em là phải tập đi cầu. Cái mật độ mà mình nói á là nhiều, liên tục luôn, rồi uống nước, rồi thay đồ, rồi vệ sinh, nói chung là rèn cái nền nếp cho con. Thấy không, thấy về việc vất vả không? Dạ vất vả. Chắc nghe em sướng hơn ha. Cũng đâu có sướng đâu chị. Sướng mà, em làm gì cực đêm đó chị nghe coi. Dạ thì cũng ra công trình rồi cũng ở văn phòng rồi á. Ừ, nhưng mà em đi công trình nhiều hay ngồi văn phòng nhiều? Chủ yếu là em bên QS là em ngồi văn phòng nhiều chị. Ra công trình lâu lâu mới kêu ra vậy. Vậy điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng với mọi người, là cũng hay giúp đỡ mọi người lắm. Thấy vậy nói chuyện vui lắm. Giúp đỡ là giúp đỡ gì? Thì giúp đỡ trong công việc nè, là giúp đỡ ngoài nè. Tinh thần ha. Dạ đúng rồi chị. Có giúp đỡ tiền bạc không? Giúp tiền bạc có luôn. Có luôn. Oh. Tốt bụng dữ à. Chị Tường bữa nay mùa dịch cũng ít xô lắm á. Dư giả trời, Tường mượn tính đầu tư cái quán ăn mà. Dạ. Với lại cũng hay làm biến nữa. Cô giáo dạy mầm non mà làm biến là làm biến vụ gì? Với lại không, ở trường thì khác, mình dạy con vậy nhưng mà về nhà chắc là có thể là được mẹ thương, với lại hay làm mọi việc nên là em cũng làm biến ỷ lại. Với lại em cũng hơi ôm đồm và lo chuyện giống như là chuyện bao đồng một chút xíu. Tính em thích hoạt động xã hội, thích giúp đỡ người khác như vậy nên là đôi lúc là mình không có từ chối á chị, ôm như mình làm hết. Dạ. Tôi thấy hai người này giống nhau nhiều chỗ lắm nha. Ví dụ giúp đỡ người khác là tôi thấy hai người này có vẻ tốt bụng mà.
dù không khỏe, bây giờ tôi biết giọng khào khào hát hay lắm. Mình mà mầm non chắc chắn là phải dạy cho trẻ em hát hò rất là nhiều. Giờ góp vui cho tinh thần nó sôi lên chút xíu rồi nè. Một bài hát gì vui vui trong cái không khí sưng sưng thôi cho nó vui. Chắc em hát nhạc mầm non đi ha chị. Ok ha. Rồi vỗ tay. Bánh trưng xanh bên dưa hấu đỏ, nhành mai vàng bên cành đào tươi. Tết năm nay cho thêm một tuổi, chúc chương trình sức khỏe dồi dào, chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Cháu lớn rồi cháu vẫn thích lì xì. Có lì xì không? Cháu không thích lì xì à? Hết. Cháu nào cũng thích lì xì hết trơn á. Em đó mới nghe thôi đó, em phải nhìn nữa. Cô giáo vừa hát vừa biểu diễn nữa, rất là dễ thương luôn, rất là đáng yêu luôn. Em mốt nhớ xem lại phát sóng á, thấy cô đáng yêu dữ lắm. Cô múa nữa. Dạ. Mình có tài gì không? Em thì không có tài lẻ gì hết chị. Thì em rảnh thì em hay đi đây đó. À đi mình nên vậy đó. Đúng đi mình nên. Giờ mà em rủ ai đi mà người đó không đi là không sao, cũng tự nhiên luôn. Dạ. Có người đi chung thì quá tốt đúng không? Đúng rồi chị. Hy vọng sắp tới sẽ có người đi chung với mình ha. Dạ như vậy. Thế còn bản thân mình thì mình có cảm thấy mình có cái khuyết điểm hay là mình có cái tật xấu gì nữa không? Dạ có chị, ngày xưa là em rất là tự ti về ngoại hình của mình luôn á. Sao tự ti? Mũm mĩm từ nhỏ lớn luôn, nên là đi học á bạn bè hay ghẹo lắm, mà mình cũng hay mặc cảm về bản thân của mình. Với ngày xưa mình đi lựa đồ hay mua đồ cũng khó lắm chị. Khi mà lớn rồi thì mình thay đổi cái suy nghĩ, thấy là miễn mình là chính mình và mình khỏe, với lại đôi khi không phải phì nhiêu quá mà mình mũm mĩm, mình tròn trịa, mình đáng yêu như vậy, mình cũng là một cái điểm nổi bật ở đám đông và cũng là một cái đặc điểm gì đó để mọi người nhớ tới mình hơn. Đối với em thì vẻ đẹp ngoại hình không quan trọng bằng vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp trí tuệ. Thì thật ra cái đó là bạn nghĩ ngày xưa nó là điểm yếu, nhưng thật ra bây giờ nó là điểm mạnh. Bởi vì lại qua cái câu chia sẻ của bạn thì Tường thấy rất là hay. Bạn này còn trẻ nhưng mà cái suy nghĩ nó, tại vì sao? Mỗi giai đoạn cuộc sống chúng ta sẽ trưởng thành hơn và chín chắn hơn. Có thể ngày hôm qua cái điều đó là cốt lõi của cái cuộc sống của mình, nhưng qua ngày hôm sau thì cái điều đó nó không còn là vấn đề nữa. Còn mỗi ngày mình lại nhận ra những cái giá trị khác của cuộc sống, và mình phải cố gắng sống thật tốt. Sống thật tốt bằng cách là phải có sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất. Thì khi sống tốt mình mới trải nghiệm được tất cả những cái nhiệm màu, những cái gì nó đẹp của cái cuộc đời này, đúng không? Dạ. Nãy giờ nghe bên này phì nhiêu đó, rồi em có cảm xúc gì không? Giống em cũng mập người mà. Ủa hả? Đúng rồi. Em nhiêu ký? Em chắc bữa cân nào cũng 90 á, 97 á. 91 hay 99? Không, 97. 97, em nhiêu ký? Dạ em 70 lận á. Trời đất, cũng là ngang ngửa ha. Thì tôi thấy cặp đôi này tôi nói hợp, xứng mà. Nhưng mà người ta có, hồi xưa người ta có những cái gọi là cái tự ti như vậy. Còn bản thân mình thì mình có cái nỗi niềm gì của tuổi trẻ cũng của mình? Cũng có tự ti chị. Tự ti điều gì? Tại vì em cũng hay nói lóc lắm. Nhưng mà lúc trước thôi. Còn dạo này em cũng học nói từ từ lại rồi. Giống như kiểu bị khi có vấn đề gì đó, cái mình bị bất ngờ tới á, cái mình nói không kịp, cái mình nói nó lắp bắp, rồi có khi em cũng nói không được. Là cái lắp bắp này là do sinh ra mình đã bị lắp bắp, hay là do mình bị không tự tin rồi mình lắp bắp, hay là do cái cơ thể của mình, cái cấu tạo của mình là nó bị lắp bắp? Em cũng không biết nữa, nhưng mà cái môi trường á, với lại sau này kiểu tâm lý cũng yếu á. Dạ. Cái lắp bắp này là em có từ hồi nào? Cứ hồi nhỏ học năm chẳng không bị mà năm lẻ bị. Lắp bắp mà theo năm nữa hả? Thì cái đó là nhỏ thôi. Giờ tự tin chưa? Dạ rồi chị. Tự tin là mới dám lên đây nè. Rồi tình trường, mình trải qua mấy mối tình rồi? Nói thiệt ra là cũng không có mối, chưa có mối tình nào hết. Chưa có tình nào hết? Chưa chị. Lý do tại sao? Thì cứ mình cứ đi thích người ta mà người ta không thích mình không mà. Hay là tại mình gặp gái rồi mình cũng lắp bắp rồi mình không nói được gì? Không có đâu. Có lắp bắp không? Không, gặp gái nó nói cũng chơi chút đỉnh à, rồi cũng sau này nói chuyện dở quá rồi cũng thua luôn. Nói chuyện dở quá anh thua luôn. Đúng rồi chị. Nhưng mà xưa giờ có yêu thầm trộm nhớ cô nào chưa? À, nó có. Bao lâu? Chắc 2 năm á. Rồi lý do là sao bỏ cuộc? Thấy cũng đi ngang nhà bạn, thấy xe dựng trước nhà thôi, mình cũng bỏ cuộc rồi. Một lần hay nhiều lần? Như 1-2 lần gì đó. Thấy có 1-2 lần rồi cái bỏ cuộc. Nhiều khi người ta bạn tao qua tao có công chuyện gì sao kiên trì vậy chứ gì chơi. Mình cũng xác định chắc bỏ cuộc rồi. Bạn bè chứ, yêu nhau thì mình cứ coi nó là tình địch chứ. Mình lâu lâu mới gặp, người ta gặp hoài nó khác. Chưa lâm trận mà đã thua cuộc rồi. À dạ. Rồi giờ giả tỷ yêu cô giáo này đây nè, ví dụ nè. Rồi bây giờ tới nhà, tới trường đón cổ ta đi làm về nè. Rồi thấy cũng có 1-2 anh, có anh nào đó ve vãn cũng tới đứng đón cổ nè. Cổ thì đang còn lừng sừng chưa biết chọn ai, tại vì mọi người cũng như mới là bạn, mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Em có là kiên trì mà đấu tranh không, hay là em lại thấy có người xuất hiện em bỏ cuộc nữa? Đâu có chứ chị. Em hỏi chứ, lựa một ngày nào đó rồi kiểu giống như có thích tôi, thích mình không? Không thôi mình đi kiếm khác chứ mình cứ
đi theo hoài thì cũng không được. Nhưng mà cổ chưa có quyết định được, tại vì trong cả hai cũng chưa thấy ai nổi bật, chưa có ai mà tấn công, chưa có ai nhiệt tình, toàn là cái ông kia giống như em, hai người đều là kiểu tới cái được thì lên, được thôi vậy đó, không có quyết liệt. Tiếp xúc nhiều lần mình cũng biết chứ. Nhưng mà em nghĩ em có phải là người nó nhiệt tình, nó mãnh liệt trong tình yêu không? Có nhiệt tình lắm chị, tình lắm. Ví dụ một cái nhiệt tình của em coi, sao chị nghe em sao chưa gì chân mà hay rút lui quá vậy? Trước là em cũng có thích người nữa. Cái 11 giờ đêm em nhớ là em lấy xe lên, em chở người ta ra ngoài nhà. Thành được bà hỏi có thích tôi không, rồi nếu mà thích thì em tiếp, còn không thích thì trở về luôn. Trời đất ơi, con nữ con gái người ta đâu, người ta đâu có trả lời. Con gái người ta là người ta thể hiện bằng hành động. 11 giờ đêm mà em chở người ta đi mà ta chịu đi có nghĩa là người ta thích em rồi, còn hỏi anh chị cái câu đó. Không phải, nhưng mà em biết người ta không thích em. Không thích em 11 giờ đêm đi theo em làm gì? Không, nhưng mà tại vì em giúp đỡ người ta nhiều công việc chuyện á. À, người ta không tin tưởng này bị nhập nhằng trong cái vụ. Đúng rồi. Cứ có trả lời sao? Chứ là không. Chết quốc luôn. Em cũng biết không mà. Không biết mà vẫn muốn hỏi cho em rõ ràng để mà đúng thôi rồi. Phải không? Đúng rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp đó là khác nha. Còn có những cái tình yêu á, phụ nữ mà hỏi vậy nhiều khi không có được đâu á. Mà mình phải nói tình cảm của mình, chứ mình không thể hỏi người ta. Ví dụ 11 giờ đêm cũng một cái bối cảnh như vậy, rước người ta ra nhà thờ phải không? Đúng rồi. Đứng đó cộng cảnh đẹp rồi mình nói là ví dụ như là anh để ý em lâu rồi, anh cũng rất là thích em, anh cũng rất là quan tâm đến em, và anh cũng hy vọng là mình cho nhau cơ hội để mình đi với nhau nhiều hơn. Chứ mình đừng có hỏi, phụ nữ người ta không thích mình hỏi đâu, đừng có hỏi là em có thích anh không, mà là anh rất là thích em, anh rất là thương em, anh rất là yêu em, hãy cho anh cái cơ hội được chăm sóc bên em nha. Rồi người ta sẽ im lặng, chứ người ta không rồi, ví dụ như rồi mình nắm tay, ví dụ người ta im ta để cho nắm là ok, còn không được thôi, chứ đừng hỏi như vậy, còn em có thích anh không, người ta không có trả lời câu đó, chưa có hiểu tâm lý phụ nữ nè. Thì hồi xưa tới giờ em nói chuyện với phụ nữ dở lắm. Thì bây giờ tôi chỉ nè, đang rút kinh nghiệm lần sau nè. Chứ mai mốt mà quen mà hỏi vậy người ta cũng không trả lời rồi mình đi nữa là chết quốc. Dạ. Tại vì phụ nữ người ta không có trả lời mấy câu đó. Ok chị. Không chưa? Không. Rồi, hy vọng lần này ok. Bên đây, tình trường sao? Em thì cũng 3 mối tình. Nhưng mà càng về sau thì thời gian mà quen nó lại càng rút ngắn hơn. Cụ thể là như thế nào? Ví dụ như cái mối tình gần đây nhất là sao? Tôi là em quen là thời sinh viên thôi, còn non nớt á chị. Còn ngây thơ. Thì càng lớn thì em lại càng suy nghĩ cho mình hơn, là mình phải ổn định sự nghiệp trước. Và nhà em thì có mình em là con gái thôi, gái rượu đó. Dạ, nên là bố mẹ cũng rất là thương. Và tới bây giờ gia đình dòng họ ai cũng hỏi là sao chưa thấy có bạn trai, là chưa thấy rục rịch gì hết. Cái mối tình, ví dụ cái mối tình sau cùng này nè, là quen nhau được bao lâu? 4-5 tháng hả chị? 4-5 tháng à? Dạ. Mối tình giữa bao lâu? Dạ, được hơn 1 năm. Mối tình đầu là 3 năm. À, cái 3 năm, năm, cái còn nửa năm. Dạ. Xuống vậy đó. Nguyên nhân tại sao cái mối tình cuối đi, gần đây nhất nè, lúc đó trưởng thành này nè, là lý do gì mà không đến được, không chia tay, mà phải chia tay nhau không? Thì bạn đó là cũng công tác, cũng cùng ngành luôn. Em với bạn đó thì cũng rất là bình thường, cũng vui vẻ. Hình như thời gian của em bị chiếm nhiều hơn để thời gian dành cho bạn đó. Ban ngày em đi làm là từ 6:30 là phải có mặt rồi. Rồi 5 giờ về đến nhà. Về thì 6 giờ em phải đi học. Rồi học gì nữa? Dạ em học lớp hạng 2 rồi em học. Nói chung là em học để nâng cao trình độ kiến thức. Dạ đúng, chính xác. Tới 9 giờ em mới về. Rồi thứ bảy chủ nhật em phải học lớp cán bộ quản lý. Trời đất. Dạ là coi như là hầu như là thời gian một tuần của em là dành cho công việc và học tập. Em học nhiều như vậy, tham gia nhiều hoạt động thì em cũng có gặp rất là nhiều bạn, rất nhiều hoạt động. Nhưng mà để mà con trai như bạn nói á, là phải cạnh tranh công bằng chứ. Sao mà thấy người ta dậy rồi rút lui được, đúng không? Em là thích đàn ông là phải nghị lực, phải quyết tâm, phải tới cùng, phải có chính kiến, chứ thấy vậy mà hay là... Thì đó, phụ nữ là ai cũng thích con trai phải quyết liệt. Đâu cũng quyết liệt rồi nhưng mà biết. Trong 4 năm ông xuất hiện trước mặt mà ông nào quyết liệt là ông có thắng à? Thì nhiều khi cái thằng tới trước chưa chắc là thắng nha. Dạ. Tới sau rồi đi nhanh là vẫn thắng nha. Dạ. Kinh nghiệm lần 2 rút. Ok. Ok chị. Ok. Rồi, bây giờ nó đã khác ngày xưa chưa? Nó có ổn định hơn chưa? Hoặc là em đã sắp xếp được chưa? Tại vì nếu như cái thời gian em như vậy thì em cũng không quen được với ai hết. Yeah. Chứ không phải là cái anh đó hay là anh nào. Yeah. Và cái anh này cũng vậy. Tại thời gian đâu tìm hiểu nhau, yeah, mà để tiến rồi tới hôn nhân. Thế thì bây giờ em đã sẵn sàng. Nếu cái cuộc sống mọi thứ, trong mỗi cái giai đoạn cuộc sống, chúng ta phải lựa chọn một cái quan trọng nhất. Ok, bây giờ chị cho hai bạn nhìn nhau nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi. Yeah. Chào bạn. Dạ cho đó. Cho bạn đây, cho anh tặng em. Đúng rồi, anh em nó tự tin lên.
Em chắc mình ngồi nói em sẽ về em tập đọc sách. Chứ hồi đó giờ không có đọc sách hả? Em đọc sách sử không ạ. Bây giờ thì tự tin trò chuyện với nhau ha. Chị Tường sẽ dành cho hai bạn một không gian riêng, vừa là ăn thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng My Mother, rồi nói chuyện một chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Đây là một trong những cái món ăn rất là được nhiều thực khách khi đến nhà hàng này lựa chọn. Đó là cái món là ức gà cuộn dăm bông với phô mai chiên giòn nha. Ức gà này thì rất là ngọt, thịt nè, cuộn với dăm bông mặn mặn, phô mai thì thơm béo, chiên xù giòn tan, dùng với khoai tây luôn. Ăn đi, chúc cho hai bạn nhanh được 100kg nha. Rồi, em tới trước. Em tới trước hả? Ừ. Rồi nhớ vừa ăn vừa tâm sự với bạn gái nha. Cảm ơn. Rồi, dạ, cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn buổi trưa ngon miệng. Dạ. Bạn Phương ở Tân Phú hả? Không, à là anh ở Thủ Đức. Ủa còn em ở Tân Bình ở đâu ta? Tên phường 15. Phường 15 là Phạm Văn Bạch. Châu có hay đi chơi đó? Em thì em rất là thích đi chơi. Anh Phương hỏi đi chơi là có nghĩa là rảnh là đi chơi hay là đi du lịch xa? Giống như đi du lịch xa cũng có hay là đi chơi trong vòng vòng này cũng có. Dạ mời anh ăn. À mời em. Thơm quá. Còn món ăn đầu tiên á, một tuần em có thể dành ra bao nhiêu buổi để mình tìm hiểu á? Quen là mình phải khi nào mình rảnh thì mình thời gian cho nhau, chứ không phải một tuần bao nhiêu buổi. Tại nhiều khi tuần đó em bận sao hay tuần đó anh full lịch sao. Em tiếp xúc với lại nhiều người, em tiếp xúc với nhiều phụ huynh, em thích hoạt động xã hội, em tiếp xúc với nhiều người, nhiều bạn. Ví dụ như anh thấy ai mà tới nhà em hay em mà xem dựng ở đâu đó một hai lần, giống như nãy anh chia sẻ là anh bỏ cuộc luôn. Nếu mà trường hợp là em thì anh cũng bỏ cuộc luôn hả? Thật ra nó còn cái bên trong nữa. Dạ. Nhưng mà nếu mà sau này mà có quen á thì anh Phương cứ trao đổi thẳng. Mình phải cạnh tranh công bằng với người ta chứ. Nghe nói em còn đang học lên hả? Dạ em vẫn đang học. Em muốn là sự nghiệp mình ổn định với lại có sự cầu tiến, nên là em dành thời gian học hơi nhiều. Nhưng mà nếu mà anh Phương ấy thì anh Phương có thể đưa đón em đi học. Quên cho hỏi cái chỗ làm á, là mình làm ở đâu ta? Dạ em làm ở trường mầm non 14 trên đường Âu Cơ. Gần chỗ làm luôn chị. Dạ tiện quá ha. Gần luôn, vô tình hả? Vô tình luôn ha, lụm được bí kíp luôn ha. Mà sao mình không vô tình lướt qua nhau ha? Vận động cho nhiều vô nha, cho giảm cân nha, mập với mốt già bệnh nhiều lắm á. Hồi đó giờ em có giảm cân gì không? Không có giảm cân mà em cũng có hay leo núi đồ. Vậy đó hả? Có. Leo nổi luôn hả? Dư. Khỏe không? Phải ru à. À phải ru à. Cái này là cơ bản là hồi xưa giờ là bự sẵn vậy hay là sao? Hay là nó sao? Bự sẵn chị. À cho nên là mỗi mập đâu có là vấn đề, đúng không? Đúng, mập nó vẫn khỏe mạnh, mập đẹp. Vẫn đẹp, sống sao mà mình cảm thấy là mình hạnh phúc, khỏe mạnh là được rồi. Đến một lúc bởi vậy mẹ coi chương trình này mẹ làm ơn Phước đừng bao giờ nói con mập nữa nha. Mẹ chị hay mỗi lần hay sỉ nhục chị lắm. Nghệ sĩ mà mập không có sĩ diện. Ủa nghệ sĩ cũng phải mập chứ, bình thường mà, đúng không em? Mập khỏe đẹp. Rồi bây giờ hôm nay em đi có ai đi theo không? Có đi với bạn. Có đi với bạn thân của em. Thân sắp đám cưới luôn á. Vậy hả? Vậy là thân ai nấy lo rồi. Nó cưới nó bỏ em lại là thân ai nấy lo. Thì chắc nó cưới xong nó không bỏ em lại thì còn em hôm nay mình có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi với gia đình là bố mẹ và dì. Con mời gia đình hai bên mình vào trong này mình trò chuyện ạ. Dạ con chào cô chú. Chào dì. Dạ anh chào. Chào bác. Chào ba bác. Chào hai bác. Dạ chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay 60. Chú khỏe không chú? Dạ cũng rất khỏe. Rất khỏe. Dạ chú nay chú làm cái gì? Buôn bán tự do. Thế còn cô? Nhà nội trợ. Nội trợ. Dì đây là dì thứ mấy ? Dì kế út. Kế út luôn. Dạ tới anh theo dõi con gái. Nãy con nghe giới thiệu là con gái rượu của cô chú ha. Hồi nãy giờ con ngồi đây ha thì cô chú cũng thấy con khai thác là em nó trước giờ là cũng dành thời gian cho công việc rất nhiều. Đúng rồi. Thì ý con là con nói vậy đó, nếu muốn lấy chồng thì cũng phải sắp xếp lại chút đỉnh. Chứ giờ mình học hoài là thời gian đâu tìm hiểu, thì con biết là ý cô chú thì sao ? Đến với chương trình tôi trước tiên là cũng kính chúc sức khỏe tất cả mọi người. Cái thứ hai thì cũng nói đến cái tâm tư là bậc làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Dạ. Thì cũng có dục cháu nhiều, nhưng mà cái bản tính của cháu thì nó thực là tính rất là tốt, năng động. Từ năm lớp 8 là đã là bí thư chi đoàn rồi. Dạ. Là cứ liên tục hoạt động phong trào rồi ấy, là thậm chí là đi chùa đi chuyển nấu cơm nấu nước cho sư cô sư thầy. Ủa đi quá. Suốt rồi cũng về nhà giúp đỡ cha mẹ thương yêu mọi người hàng xóm cũng đến, thì cháu nhanh nhẹn như thế là cũng mừng. Thấy cháu về này cũng hiền lành tốt thì tôi thấy là cũng mừng, còn tùy các cháu nó phải ha, quyết định. Nhưng mà mẹ thế nào cũng thương con gái nhiều tâm sự hơn nè. Thế mẹ có yêu cầu gì cho cái chàng rể tương lai không? Cô chỉ yêu cầu chàng rể tương lai nè chăm sóc cho con gái cô. Cô thấy nhìn kỹ lại cái là cô thấy hôm nay là
chương trình đưa cái chàng rể tương lai này, cô thấy cô chịu không? Chàng rể tương lai cũng hiền lành, còn về hai cháu mà mập thì mình về mình ăn uống rồi tập thể dục đi rồi nó sẽ giảm cân chứ không có sao hết. Dạ, cảm ơn. Thế còn gì hôm nay gì theo gì thấy nhận xét chàng trai này sao gì ha? Thấy cháu hiền, dễ thương. Dạ. Vậy thì nếu như hôm nay mà tụi nhỏ có bấm nút hẹn hò với nhau thì con mong gia đình sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho các bạn ấy tiếp xúc với lại tìm hiểu nhau nha, hai bác nha. Nha cô chú nha. Dạ con cảm ơn ạ. Rồi hằng này sao sao bỏ bạn nửa chừng? Tại giờ em cũng gần có bến đỗ rồi của Cát Tường nên mong thằng bạn mình nó cũng có bến đỗ luôn, mà sau này cùng đồng hành nó dễ hơn. Nên nay đến đây là để động viên nó, mong muốn nó là tìm hiểu thêm hai bên. Mà xưa giờ nó thiệt đi, nó có tật xấu gì không? Nó tật xấu mà nó ngủ chung em ngáy to, ngáy không lại. Đúng rồi, bự bự thì ngáy dữ lắm á, rồi ngáy quá rồi làm sao mà ta ngủ. Em chơi với thằng này từ nhỏ đến lớn rồi. Giờ năm nay mình lấy vợ rồi mình cũng mong muốn nó cũng có bến đỗ. Nhưng mà nhỏ đến lớn thì nhỏ nó ngáy, lớn nó vẫn ngáy à. Chứ đúng rồi, nó hết ngáy đâu. Mỗi lần ngáy nó có biện pháp nào cho nó ngáy bớt lại không? Em thì hay bỏ muối vô miệng nó mà nó chép chép xong rồi nó cũng ngáy tiếp rồi. À vậy hả? Dạ. Em dễ ngủ quá, nằm dây là ngủ rồi. Trời ơi trời. Em cũng là đồng hành với nó là nhiều trên cung đường lắm, là đi với nó là Cà Mau mọi thứ hết, nên là bây giờ mình có bến đỗ rồi cũng mong đỗ muốn rồi ha. Thế bây giờ hôm nay thấy chị Tường giới thiệu cô bạn gái này cho thằng bạn thân của mình thì em nhận xét cô gái này như thế nào? Em thì mong muốn mọi quan trọng là nằm ở nó thôi, còn em là cỡ nào cũng ủng hộ. Cỡ nào cũng ủng hộ đúng hả? Rồi. Nó ế quá rồi hay sao vậy? Không, mình có bến đỗ cũng nó có bến đỗ thì dễ chia chung với nhau. Vậy đó. Dạ. Thì nói chung em cũng vì em chứ đâu phải vì nó, đúng không? Có bạn đi ha, chứ thôi lẻ loi chứ thấy chị thấy cái màu đó nó bỏ em rồi đó. Chứ chiều là về cũng đủ uống cà phê chung mà. Đấy hả? Rồi. Nhưng mà mấy mốt cố gắng ha, có gì mà có thí dụ mà có nên vợ nên chồng ngủ trước nghe em, ngủ sau là mệt á. Còn thôi em cứ đạp cái mỗi lần nó ngáy em đạp cái là nó chuyển thế cái nó nhảy. Em cũng ngủ tiếp à. Nó cũng ngủ tiếp à. Dạ rồi thôi con cảm ơn gia đình. Dạ con cảm ơn dì, cảm ơn cô nha. Cho hai bạn 30 giây. Có một cái sự nắm tay nhau để mình coi có cái điện gì không, hay mình có cảm nhận nhìn vào đối phương, rồi mình hãy nói cho đối phương nghe cái cảm xúc của mình hiện tại hoặc là cái suy nghĩ của mình hiện tại. Rồi bạn trai nói trước. Thì nhìn em thì anh cũng thích, thì cũng lần đầu tiên gặp thì cũng cũng thời gian nó cũng ngắn, cũng chưa có gọi là biết gì nhau nhiều. Nếu mà có được cái cơ hội á thì mình cũng cũng có thể là cho nhau cái thời gian để mình biết nhau nhiều hơn. Thế phiên mình thì sao, em có điều gì muốn chia sẻ trước khi mà chúng ta quyết định không? Nói chung là thời gian gặp cũng ngắn nên là mình cũng không nói chuyện được nhiều. Em thấy anh cũng hơi run á, em thì rất là thoải mái và đôi lúc cũng hơi nhây á, nên là thì hy vọng là nếu như mà mình có cơ hội thì hy vọng là anh cũng sẽ hiểu, thông cảm và kiên trì. Dạ, tại tính em cũng hơi bướng và hơi lì, nên là anh chiều được em. Em mà đồng ý là nhà em cũng đồng ý á. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì hẹn hò thì bấm nút, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Đó là quyền của các bạn. Mà nãy giờ ý kiến của chị, ý kiến của người thân là mình tham khảo, quan trọng mình có rung động miếng nào hay không, và cái lý trí mình suy nghĩ rằng là đối phương có phải là cái người mà mình có thể đầu tư về cảm xúc, về tình cảm, về thời gian, có xứng đáng cái người để mình dành những điều đó để đi đến một cái bến bờ hạnh phúc hay không. Đồng ý thì nhấn mạnh nhá. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, buông tay ra. Tôi hỏi chuyện bên này. Sao không nhớ? Phương rất là dễ thương, làm mến, nhưng mà để Phương đồng hành với Châu thì Châu nghĩ là chưa đủ thuyết phục trái tim Châu. Là xin lỗi và hy vọng là mình vẫn là bạn được không? Rồi. Kiên trì không, hay là ta nói vậy rồi thôi là xong? Còn nếu mà Phương thích Châu thì Phương vẫn có thể theo đuổi. Rồi đứng lên, cảm ơn hai bạn. Với cương vị là một cái người mai mối cho cặp đôi ngày hôm nay mà các bạn bạn nữ không bấm nút thì Tường cũng rất là hơi buồn một chút. Cái sơ bộ thì thấy là hai bạn này có những điểm rất là tương đồng, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình thì cũng đến xem và cũng đồng ý, tính tình nó cũng hợp nhau, và cũng là những người rất là cầu tiến trong công việc. Giống như là Phương đã chia sẻ ngày hôm nay trong cái chương trình này thì hai bạn không bấm nút hẹn hò với nhau thì chị tất tiếc, nhưng mà chị cũng thay mặt chương trình chúc cho hai em luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc,
thăng tiến trong cái công việc mà mình đang đeo đuổi. Và cũng chúc cho hai em là sẽ sớm có được một cái tình, cái mối tình, một cái nhân duyên của mình đi đến trọn đời. Chị cho mắt hai cái rồi. Em chị lắm. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều, cố gắng lên. Tường thấy đây là những cái bạn trẻ mà có những cái năng lượng rất tốt trong cuộc sống. Hôm nay Tường thấy một cái thông điệp nè, dù ngoại hình chúng ta như thế nào điều đó không quan trọng, quan trọng là cuộc sống chúng ta vui vẻ và khỏe, đúng không? Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Tường có món quà dành tặng cho em để làm đẹp từ chương trình ha. Yeah. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn chị. Hôm nay rất buồn nhưng không sao, hẹn gặp lại tuần sau và mỗi sẽ cố gắng lấy lại phong độ của mình quý vị nhé.